Xin biến chào toàn thể các bác. Và hôm nay thì Tuyên Vũ Audio chúng em xin giới thiệu với các bác một mẫu cục đẩy công suất đến từ AV Pro của mã là DX2800. Và cái dòng sản phẩm này đã có mặt ở thị trường Việt Nam cách đây tầm 2 năm rồi. 2 năm rồi các bác ạ. Rất là lâu. Thế tuy nhiên thì đến ngày hôm nay những cái dòng sản phẩm này thì nó vẫn mang lại cho các bác cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái độ bền nhé. Độ bền của dòng sản phẩm này thì cực kỳ bền. Đó, em 2 năm trước em bắt đầu nhập những cái dòng này về bán. Và cho đến ngày hôm nay, tức là khách hàng của em đã sử dụng 2 năm rồi. Vẫn không hề thấy cái hiện tượng như là lỗi hoặc là hư hỏng và vẫn chưa phải bảo hành một chiếc nào luôn. Đấy là những cái dòng của AV Pro. Rồi thứ hai về chất âm. Đấy, chất âm của con AV Pro này thì cái tiếng của nó cực kỳ hay, tiếng rất là sâu, trong bị mạch canh hát. Và đây là cái dòng đẩy chuyên nghiệp. Đó, đẩy chuyên nghiệp cho nên là cái size của nó là rất là sâu các bác nhé. Đấy, size của nó cái chiều sâu vào trong rất là dài. Đấy, 2 kênh thôi nhưng nó thiết kế gần như là con 4 kênh. Đó, cái linh kiện của nó cực kỳ đẹp luôn. Và thiết kế mặt trước thì các bác có thể thấy này. Đó, thiết kế mặt trước thì hàng đẹp không? Đó, hai bên ở đây thì nó sẽ là cái mặt nhôm phay để chúng ta là tản nhiệt, hệ thống tản nhiệt nó sẽ hai bên này. Đó. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có mặt gương, đấy, gương nhựa nhé. Đó, nhìn vào là AV Pro này, DX2800, công suất cho ra là 800W một kênh. Và 800W này là 800W thật. Đấy, anh em có thể sử dụng hai full 30 đánh bao căng. Đấy, hai đôi full 30 đánh bao căng luôn nhé. Đó, và các cái đèn báo ở đây thì nó trang bị rất là đầy đủ cho các bác. Đó, nên là em nói rằng đây là cái dòng đẩy chuyên nghiệp. Đấy, anh em làm dự án, làm phòng hoặc là hát cho karaoke gia đình, karaoke ngoài trời thì đều có thể sử dụng những cái dòng này để hoàn toàn yên tâm. Đó. Và bên trên này thì chúng ta sẽ có ba cái loại tem. Đấy, tem thứ nhất, nhỏ nhất là cái tem niêm phong, cũng là tem xuất xưởng của nhà máy nhé, AV Pro. Đó. Và tem thứ hai chính là tem bảo hành điện tử. Đây chính là cái tem bảo hành điện tử các bạn ạ. Anh đã quay này cho các bạn nhìn nó dễ hơn ạ. Tem bảo hành điện tử đấy nhé. Đấy. Và tem thứ ba là tem xác thực sản phẩm chính hãng. Đó, tem xác thực sản phẩm chính hãng nhé. Đó, nó có ba cái loại tem này. Đó, và size của nó rất là sâu, các bác có thể thấy size nó rất là dài. Đó, cái linh kiện nó tốt. Đấy, nó không bị thiếu linh kiện cho nên là cái độ bền của những cái dòng này thì nó sẽ cao hơn. Đấy, cao hơn như em đã nói là bán mấy năm rồi vẫn chưa phải lo bảo hành. Đó, về cái chất lượng và đặc biệt về cái giá thành của nó thì rất là rẻ, giá rẻ lắm các bác ạ. Đã, anh em nào quan tâm về giá thì liên hệ từ bên em nhé. Đó, bởi vì là về những cái dòng AV Pro này thì em rất là khó để có thể là báo giá công khai cho các bác vì là sẽ ảnh hưởng đến các cái anh em khác cũng là kinh doanh những cái dòng này. Đó, cho nên là giá thì em xin phép là anh em liên hệ để được biết thông tin về giá. Đó, còn bây giờ thì em sẽ không lan man nữa, không lòng vòng nữa mà em test trực tiếp sản phẩm nhé. Em test trực tiếp để các bác trải nghiệm chất âm nhé. Em đã kết nối rồi và bây giờ thì em sẽ bật cục đẩy lên này. Đấy, và đợi cho cái đèn dơ ne nó nhảy thì bắt đầu là chúng ta sẽ sử dụng. Bây giờ em sẽ tăng volume lên nhé. Là như lên trong đêm rừng sâu.
Các bác có thể cảm nhận được không ạ? Cái tiếng của nó rất rất là hay, đúng không ạ? Đây là em test, là test tiếng mộc nhé. Đấy, em không hề là qua vang vủng gì hết, em đang cắm duy nhất một tín hiệu đầu vào này từ tivi xuống này. Đấy, test tiếng mộc của đẩy luôn, không qua thiết bị xử lý âm thanh nào cả. Đấy, cho cái chất âm ra rất rất là tuyệt vời. Đó, đây là những cái dòng đẩy AV Pro DX2800. Và bên đây là anh em có quan tâm hay có nhu cầu mua sắm về sản phẩm DX2800 thì có thể là liên hệ trực tiếp từ bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ các bác mua hàng. Và cảm ơn các bác. Xin chào.